Hello anh em nha. Hôm nay giới thiệu cho anh em một cặp xe rất là phổ thông luôn, rất là hot ở thị trường luôn. Đi chơi đi xa rồi để các thứ các kiểu rất là nhẹ nhàng nha, thoải mái và tiết kiệm nha. Rồi, đầu tiên là mẫu Suzuki Bandit biển số Sài Gòn Odo 3K. Giá là 49 triệu 800 ngàn đăng ký 2021 nha. Màu này những anh em nào hoặc là cô chú nào đứng lớn tuổi xíu vẫn hợp lý, tại màu là màu vàng cát nè, cực kỳ đẹp luôn. Mà cũng khá hiếm, người cho những anh em chững chững tuổi xíu ha. Đó, chất xe thì có cái bàn nha, Odo 3K thôi nên là rất là sáng đẹp luôn. Rồi, kế bên là mẫu Yamaha SXR 155 biển Sài Gòn luôn, giá là 75 triệu 800 ngàn đăng ký 2021, màu đen nguyên con. Đó, xe được lên 3 ga sau rồi chống đổ khung đó, cũng sơ sơ xương xương mấy món đồ chơi cơ bản nha. Quá đẹp, một mẫu xe, hai mẫu xe này là dành cho anh em đi xa đi tour rồi cực kỳ ngon luôn nè. Rồi thì bây giờ em sẽ đi chi tiết bằng mẫu xe để anh em có thể tham khảo kỹ hơn. Rồi, giới thiệu cho anh em mẫu đầu tiên Suzuki Bandit biển số Sài Gòn nha, giá là 49 triệu 800 ngàn đăng ký 2021. Đây, màu đặc trưng màu vàng cát nha mọi người, màu rất là đẹp này. Cô chú anh chị nào lớn lớn tuổi tí xíu mà mình đi màu này là quá hợp lý luôn. Xe Odo mới có 3K thôi nên là rất là đẹp luôn, khỏi phải chê luôn. Đó, đồ đạc còn đầy đủ, biển số Sài Gòn sẵn luôn rồi, anh em sang tên nút hồ sơ đều ok hết nha. Rồi, dĩa thẳng nè. Đây, rất là đẹp. Vỏ ra còn dày cui luôn. Đó, mẫu Bandit này giờ cũng rất là hot. Cơ chế tại vì anh em sử dụng xe này dùng để đi tour á, rất là thoải mái, yên liền. Ngồi hai người rồi ví dụ có tấp thêm cái thùng sau nữa đi xa là cực kỳ ngon luôn. Xe đang được dán keo trong nguyên con luôn nè, rất là đẹp. Anh em về cái dùng mà chạy xước này thì mình có thể mình lột ra mình dán mới lại ha, là ngon lành cành đào luôn. Rồi, ốc tán thì thôi khỏi phải chê, rất là đẹp nha, sáng trưng nha. Bên kia sao bên hết Odo mới có 3K thôi nên là chất xe này như ngon lành cành đào luôn á. Mẫu xe này được anh em sử dụng nhiều rồi, trước đi xuyên Việt là đi tour rồi đó, là đi xe mẫu này là rất là ngon. Máy móc của Suzuki thì trong phân khúc 150 là mạnh rồi, mạnh nhất rồi. Đây, ốc tán là dấu chấm của hãng vẫn còn nguyên luôn á, chưa có mở ra mới vô nhiều nè. Ốc cốt nè mọi người, sáng trưng nha, lên 7 màu luôn, rất là đẹp. Dĩa thẳng nè, hay vỏ zin đồ gai dày cui à, sâu luôn, quá đẹp. Dự tính là xe này mà em vừa mà up lên một cái chắc anh em nhiều anh em sẽ đặt cọc không, lấy lẹ anh em nào tới sớm thì còn hay ha. Đồ zin còn đầy đủ luôn nha, đuôi zin hai đèn xi nhan nè, đó, thiếu cặp kiến thôi, kiến này nhỏ gọn thôi ha. Rồi, nhông sên dĩa, rồi dấu sên nè, còn dấu chấm luôn, rất là đẹp. Nhưng các chi tiết trên xe là gần như xe thùng, anh em mua giống như một xe mới thôi. Màu vàng cát, màu này hiếm nha mọi người, hiếm không phải là gì, chắc do ít người mua nó thành hiếm thôi chứ không vấn đề gì đâu. Rồi, thường thì mấy anh em trẻ trẻ người ta sẽ mua màu đen và màu trắng xanh xanh lá thì mẫn màu đó nó sẽ trẻ trung hơn là do màu này ha. Màu này là bản màu vàng cát. Rồi, Odo mới 3K thôi đó, rất là đẹp nha. Các chi tiết trên xe là ngon lành luôn, ngon lành cành đào hết, quá đẹp luôn anh em. Xe đúng đắp mền luôn, đăng ký 2021 mới chát à. Máy móc êm ru nhẹ nhàng, lên sẵn che két cho anh em luôn đó, anh em giờ có thể lên vài option đồ chơi như chống đổ đồ các thứ đó, bảo vệ cái xe mình. Rồi, Suzuki Bandit biển số Sài Gòn, giá là 49 triệu 800 ngàn đăng ký 2021 đó. Anh em nào đang tìm kiếm mẫu xe này thì alo giùm em nhanh nha. Mẫu xe này đang
rất là đẹp, hiếm luôn, ken xà beng luôn nha, như xe thùng đó. Ok, rồi giờ em sẽ qua mẫu thứ hai là mẫu Yamaha SR ha. Những này lên một cặp này là hot hòn hot luôn. Rồi tiếp tục đến mẫu thứ hai cho anh em luôn, lên lẹ làng cho anh em để anh em chốt điều sớm sớm cho em ha. Rồi Yamaha SR 155, biển số Sài Gòn, giá là 75.800.000, đăng ký 2021. Rồi anh em mình đi vòng quanh thế giới xem xe có hay gì ha. Trước tiên là có một cái mão, mão chắn gió ở đây, bảo vệ đèn lái bằng sắt rất là chắc chắn. Rồi chống đổ che két, chống đổ khung luôn, rất là đẹp. Ốc tán rồi anh em thấy cũng sáng trưng nha. Xe này ô đô cũng thấp, có mấy ngàn thôi, 7.000 à, 7-8.000 gì á, nên là rất là đẹp, chất xe ok lắm. Rồi che két luôn, bảo vệ khung 3-4 điểm gì đó, nhìn rất là chắc chắn nha. Đồ chơi SR giờ rồi có nhiều anh em nhóm nhập về á, nên là rất là nhiều đồ chơi thông dụng cho dòng xe này. Mà anh em mà lên full option chắc nhìn xe không ra luôn á, rất là đẹp. Xe đang đi màu đen nhám nguyên một con luôn, cực kỳ chất luôn. Đối với những anh em nào yêu thích màu đen quý phái, sang trọng, lịch lãm, huyền bí đó. Đèn lên mấy cái chi tiết này đó, nhà thiết kế lên rất là đẹp. Hay vỏ gai còn dày cui luôn nè, ốc cốt đồ bảy màu luôn, sáng trưng nè, không dĩa nè, cực kỳ đẹp đó, không có gì phải chơi luôn, rất là đẹp luôn. Có bộ ba ga sau để anh em dắt xe hoặc là anh em có thể cột đồ trên đây, ngon lành cành đào. Hôm nay giới thiệu cho anh em hai mẫu xe rất là zin là sẽ nhanh gọn đơn giản thôi, tại xe rất là đẹp, ô đồ cũng khá thấp nữa, xe lướt không à. Chi tiết trên xe sáng trưng à, quá trời đã luôn, ốc tán đồ đẹp ơi đẹp, xe cũng vệ sinh rất là kỹ rồi, trong ngoài hết rồi, anh em mua rồi giờ là đổ xăng vô là đi thôi, khỏi suy nghĩ, khỏi lăn tăn gì hết. Thì phục đồ này nó là kiểm tra đầy đủ cho anh em luôn. Xe bên em là trước khi lên hình là kiểm tra trong ngoài hết cho anh em rồi. Ngoài ra thì có chương trình tặng nhớt, tặng nón, bảo hành rồi các thứ cho anh em luôn. Anh em yên tâm sử dụng. Máy móc cực kỳ êm nha. Nhiều anh em giờ lên thêm cái bô, bô classic á, nghe rất là hay, dễ thương nữa, form xe sẽ gọn hơn. Thì cái đó là chuyện mình úp đồ ha, giống như là mình chơi game mình đập cạc vậy đó, là chuyện bình thường. Thôi Yamaha SR 155, biển số Sài Gòn, giá là 75.800.000, đăng ký 2021 luôn. Ô đồ mới có 7.000, quên cho anh em xem ô đồ, 7.000 mấy thôi, nên là xe rất là đẹp. Rồi anh em mà có nhu cầu thì alo trực tiếp giùm em ha. Ngoài ra bên em còn rất là nhiều dòng xe nha, mẫu mã đa dạng, nhiều phân khúc, nhiều giá, nhiều thì nhiều cc luôn, từ 100cc tới 1000cc luôn, đủ các thứ các loại luôn nha. Rồi anh em có thể truy cập vào website timotothudức.vn để cập nhật thêm xe cộ, thì tụi em up hàng ngày trong đó luôn, đầy đủ luôn đó, giá cả đồ, hình ảnh rồi video đồ đầy đủ hết nha. Rồi ok, kết thúc video, chào tạm biệt anh em, hẹn anh em vào những mẫu xe tươi ok, ngon lành cành đào hơn ha. Rồi bye bye. Em giới thiệu em là Thi, mô tô Thủ Đức nha. Này chiếc xe của em và em đây đó, này là logo của cửa hàng em, thì em là trạm xe lướt nha, trạm xe lướt chuyên bán các loại mô tô xe hai bánh, xe hải quan chính ngạch thôi nha. Thì tại vì sao gọi là trạm xe lướt, thì cái xe của em á, thì máy móc thì không nói nha, máy móc với lại điện đóm này kia tụi em kiểm tra hết rồi, thì tụi em mở hết tất cả ra
bung rửa từ trong ra ngoài sạch sẽ nha. Để sao? Để khi mà mọi người mua về á thì sẽ được người nhà nói là ồ cái xe này xe cũ mà nhìn như xe mới, nhìn đẹp ghê á nha. Chứ đừng có mà mua cái xe mà chưa được có rửa hay là như thế nào về mà người nhà chê này chê kia, nói chỗ mình bỏ mấy chục triệu mấy trăm triệu ra mà mua cái xe mà thấy ghê á, thì lúc đó là sao đâu, cái mình thì mất cảm hứng mình chạy xe luôn nha, mất cảm hứng mình đi xe tiếp luôn, tự nhiên mua xe quá trời tiền mà về bị người này cái chê xe xấu nha, thì lúc đó mình phải bỏ ra 1.5-2 triệu ra để rửa nguyên con. Thì cái đó là tụi em đã làm cái chuyện đó rồi nha. Giới thiệu chành áo này, ốc tán nè, những đồ chơi trên xe. Em không có giới thiệu là cái xe này zin lốp bao nhiêu, rồi chiều cao in bao nhiêu, rồi mình chạy như thế nào như thế nào. Cái đó thì mình bấm Google ra nguyên một list, mình đọc cả ngày trời, mình nói cả ngày trời cũng không hết được nha. Rồi thì mọi người xem thì like và đăng ký kênh giùm em. Hàng ngày em sẽ lên, hàng ngày em sẽ đăng các cái xe mới, tại vì xe về hàng ngày nhiều lắm nha. Có cái logo nhỏ ở dưới như này nè, mọi người bấm đăng ký giùm em. Rồi. Rồi. Rồi, giới thiệu xong rồi nha. Thì như mọi người cũng biết nha, xe thì đẹp nè, bóng loáng luôn. Đã rửa từ trong ra ngoài rồi, không phải rửa gì thêm. Mọi người đừng có so sánh với xe nào mà xe cũ, xe nát, thì mọi người về bỏ thêm mấy triệu nữa để rửa xe. Cái đó mọi người tự kiểm chứng nha, có thể gọi em kiểm tra mấy cái tiệm rửa xe mà rửa nguyên con người ta sẽ báo giá như thế nào. Rồi, thì bây giờ cái chương trình hậu mãi bên em á thì có tặng nhớt nè. Tụi em tặng nhớt, tặng nón bảo hiểm, tặng nón bảo hiểm thường, tặng nhớt nha, nhớt Motul với là Hux Colin nè. Đó. Với này là có bảo hành cho anh em luôn. Có bảo hành cho anh em khi mua xe. Đó, đây là cái địa chỉ tiệm của em nè. Ngay trung tâm thành phố Thủ Đức luôn. Cách chợ Thủ Đức khoảng 50m, 100m thôi nha mọi người. Đây, đường đi rộng rãi cho mọi người. Đây. Cái tiệm của em đây. Đó. Tìm mô tô Thủ Đức. Ok nha mọi người. Đó. Tiệm của em đây quá trời lớn luôn nha. Trạm xe lốt. Đó. À, em có hỗ trợ thi bằng lái này kia, quay đầu xe đó nha. Mọi người thi bằng A2 này kia thì cứ gọi em. Rồi muốn quay đầu xe hoặc là bán xe cũ gì bình thường hết, cứ mang tới đây em thâu hết. Miễn là xe hải quan chính ngạch này kia là được. Yeah. Rồi thì tụi em có trả góp nữa, trả góp qua Emboss nè, có ba hình thức trả góp nè. Trả góp qua Emboss thì thẻ tín dụng của mình thì có bao nhiêu thì vẹt bấy nhiêu. Rồi qua FE Credit thì tầm 40 triệu thôi, vay tối đa 40 triệu. Rồi ngoài ra anh em mà mua xe mà thiếu tầm vài triệu thì em cho thiếu, cái bình thường thôi, không có lãi gì đâu. Cái đó là gọi là em hỗ trợ cho người ta, cho anh em thôi. Đó, xe rất nhiều đó nha mọi người, gần cả 100 chiếc nha. Đó, từ tay ga tới mô tô này kia quá trời luôn, đủ 4 máy, 2 máy, 1 máy, 3 máy này kia có hết nha. Từ 100cc tới 1000cc, đây xe quá trời nhiều luôn. Đó, em bán là xe hải quan chính ngạch không nha chị, xe ủy quyền là sang tên rút hồ sơ cho anh em đều ok hết. Có ship xe cho anh em ở tỉnh nha. Có ship xe cho anh em ở tỉnh. Anh em nào mà ở gần gần thì mình ship bánh tải, còn ở xa xa thì cọc em ship tàu, ship xe chuyên dụng. Thì tầm có 1.2 triệu thôi ạ. À. Em ship Hà Nội này kia đều ship bình thường hết. Hỗ trợ quay đầu cho mọi người luôn. Đó, toàn xe đẹp không? Quá trời xe luôn nha mọi người. Đó, gần cả 100 chiếc đủ thứ loại luôn. Đó. Ok nha mọi người, mọi người có nhu cầu thì cứ alo giùm em nha. Alo giùm em, mình nói chuyện cho nhanh gọn lẹ. Mình mua xe mấy trăm triệu thì mình tiếc gì 2-3 ngàn, mình gọi điện thoại cho nhanh gọn, lúc đó hiểu ý nhiều hơn. Chứ mình đừng có nhắn tin nhiều lúc em nhắn nhiều quá em cứ lộn của người này người kia. Thì mình cứ gọi đi, có nhiêu tiền đâu, mình được cái con xe ngon.
với lại là mình có thời gian mình tới xem trực tiếp đi cho nó dễ nha. Mình mua xe nếu mà xem được thì mình cứ xe tới xem. Một cái xe bao nhiêu tiền mình cứ ở nhà mình cứ bấm chỗ nào rẻ mình mua thì cái đó là sai lầm nha mọi người. Mình rẻ tất nhiên là ok, nhưng mà mình phải tới mình xem trực tiếp, xem cái chất lượng nó như thế nào đó, xem cửa hàng nó như thế nào rồi mình hãy quyết định. Rồi, xin chào mọi người.